Laptop cũ Asus X450C có thiết kế và cấu tạo độc đáo, với thiết kế bóng loáng màu đen kết hợp với lớp vỏ bên ngoài chống xước và va quẹt đến mức tối đa, giúp sản phẩm sạch đẹp và tồn tại lâu dài. Cấu hình cao đủ đáp ứng cho khách hàng với mọi công việc với hiệu suất cao nhất trong thời gian nhanh nhất. Asus X450C với màn hình rộng 14 inch cùng CPU Core i3 thế hệ thứ 3 3217U, tốc độ 108GHz, bộ nhớ RAM DDR3 4GB, ổ cứng 320GB, có webcam, trang bị Vega Intel HD 3000, kết nối HDMI USB 3.0. Mỹ Tho Laptop còn rất nhiều các dòng laptop khác đa dạng thương hiệu từ Dell, HP, Sony, Asus, Acer, Toshiba, v.v. Các bạn có thể xem tại trang chủ mỹtholaptop.vn. Các sản phẩm laptop được cập nhật chi tiết kèm hình thật, cấu hình và giá với chế độ bảo hành 3 tháng tặng kèm phần quà trị giá 200.000. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Mỹ Tho Laptop. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo các thông tin sau: website mỹtholaptop.vn, hotline kinh doanh 0907077226, hotline kỹ thuật 0918738281. Hãy truy cập Facebook và like fanpage Mỹ Tho Laptop, đồng thời bật chế độ theo dõi fanpage thành xem trước để nhận ngay thông tin sản phẩm mới nhất mỗi ngày.